nó bảo em quảng cáo thương hiệu. Nhớ là chiều khách nha, đừng chửi khách nha không má, chỉ chửi các bọn xà lơ mấy bà. Trời ơi, tôi chiều khách số 1 mấy mẹ ơi. Tôi có một người khách là người em đó nè, người em Minh Nhật của tôi đó nè mấy bà ơi. Người em Minh Nhật hôm qua thấy tôi đăng dưa chua xào, thấy thả tim. Các bà hiểu không? Cái nét tôi nó kỳ vậy đó. Tôi sợ cái miệng cô lắm cơ. Không comment ngu thì không bị chửi đâu gái ơi. Những nguyên tắc cơ bản đấy. Có những nguyên tắc cơ bản để mình không bị chửi nè. Một là đừng có dạy đời người khác. Đó. Hai là đừng mong muốn thay đổi được tôi. Ý là vào đừng có vào khuyên đấy. Tôi cũng có nghe khuyên, bởi vì không phải ai khuyên tôi cũng nghe. Các bác cứ phải học cái thói này này, nhân duyên ai người đó nhận, các bà hiểu không? Nhiều bà không có nhớ cái câu vạch bụng lên thì đứa nào cũng một dầu sệt. Đó, đây giờ gầy đến cỡ này rồi mấy mẹ. Đó, gầy gầy cỡ này rồi, bụng ai cũng một rổ xịt cả, nên là khi mình không phải là anh chị em ruột của nó thì đừng có dạy khôn và đừng khuyên vì nó không có nghe. Trời ơi, đây tôi chiều khách là số 1 nha. Này Nhật ơi, nhìn thấy chưa, đây là dưa chua, giờ tôi biết tôi làm thế nào đây này. Chị muốn mua cái gì, sản phẩm về cái gì đây? Đây là dưa chua, đây là dưa chua nhà Trang Khàn. Đấy. Bây giờ tôi gửi cái hộp dưa chua này cho khách. Mà các bà có biết vấn đề gì không? Là nhà tôi không có cái hộp nhựa nào để đựng được hết cái chỗ dưa chua này. À chị ơi, chị muốn gầy thì chị giảm ăn. Còn em có viên đốt mỡ, trà giảm cân. Dạ sẽ không bỏ vô hộp. Dạ chị nói cái điều trẻ con nó cũng biết. Đấy là một cái câu dễ bị chửi lắm chị. Cái câu comment đấy là dễ bị chửi lắm. 40 tuổi đầu, 40 tuổi đầu chỉ có thiểu năng mới không biết là cho cái này vào hộp thì nó không bị bục. Dạ nhà không có cái hộp lớn để vừa cái này thưa mẹ. Đấy, biết vì sao bị chửi chưa? Là đừng dạy khôn người khác cái những cái điều mà trẻ con nó cũng biết. Sao? Cái chữ sao đấy như kiểu là tôi bị ngu ấy. Các bạn hiểu không? Bà hiểu vấn đề không bà? Tôi lạy bà luôn. Đây đây đây, đây là một dạng câu hỏi gọi hỏi ngu thì bị chửi đấy. Thế không đúng à? Bà nghĩ là tôi 40 tuổi đầu, tôi bán hàng online 12 năm. Tôi nấu ăn cũng được gọi là đó. Ngôn từ Việt Nam có chừng đó chữ, lạy mẹ. Bây giờ tôi nói với bà nghe. Đóng cho khách. Khách mua cá dứa, mua lạp xưởng. Rồi đây. Bây giờ phải canh cái thùng bà ơi. Đừng có khó chịu câu chữ quá thì đừng comment. Mình muốn người ta không khó chịu câu chữ thì mình đừng comment. Bởi vì trình tiếng Việt của mình chưa kẽ, chưa giỏi thì mình đừng đi dạy khôn một người Việt. Nhất là một người Việt ở Việt Nam như tôi. Nấu ăn cũng được gọi là đỉnh của chóp, thua đầu bếp tí thôi. Bà nghĩ một người như tôi còn không biết cho dưa vào trong cái hộp để cho nó gọn. Thế bà nói câu nữa để chửi cho nghe. Bây giờ bà bảo tôi khẩu nghiệp. Lại lỡ tay dày mình như chẳng có cái cân cá dứa rồi mấy mẹ ơi. Cá dứa biển, trời ơi là trời. Tôi khổ cái bà neo. Bà muốn xuống cái ký lồ thì bà bớt ăn lại. Bà nhòm tí cá dứa biển thôi. Đừng bốc máy order 1 pound hay là 2 pound hay là 4 pound. Có bà mua một lần 4 cân cá dứa biển, 4 cân cá lóc. Xong lại bảo Trang ơi, làm sao mà Trang ăn cũng nhiều vậy mà Trang vẫn gầy. Một ngày em ăn một bữa to thôi, còn lại là em uống nước lá ngửi khí trời.
Cái gói chị Trang nhìn xịn xòa thế đây, tôi kể cho mấy bà nghe, tôi tâm sự một bài hát nhạc buồn. 50 cục này 140 mấy đồng. À 210 đồng. 3 cái cục này. Rồi, 3 cái cục này. 3 cái cục này là 531 đồng. Đấy mấy bà. Mình bán cho khách đơn hàng, tiền người ta mua của mình là người ta đã thương mình lắm rồi. Người ta thương mình là mình phải tôn trọng cái đồng tiền của khách. Úi dồi, rớt Trang ơi. Nào, đầu tiên. Nào, mình dám lại vào đó Trang ơi. Ở nhà đang có hũ dưa chua to như mả bố thằng ăn mày. Rách kỳ quách, vui thì cười, buồn thì khóc, ai chọc thì chửi, vui vậy cho đời nó nè. Chuẩn luôn chị mình ơi, đợi em tháng 7 qua làm vài loan đi nào. Trời ơi em mà biết hôm nay con kiện ngày mai con kiến nó được nghỉ hè. Một tuần mới đi học hè lại là đã phi qua cá lì rồi. Nó đang cấm công cho gửi hàng từ Việt Nam đi Mỹ này mấy bà. Đến tháng 6 mới nhận đơn lại. Các bà ơi các bà, tôi chuẩn bị được đi nghỉ hơi, được đi chơi một cách hợp pháp. Thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện đéo tương phùng. Bởi vì các bà biết sao không? Tự dưng vào cái lúc 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 kiểm tra trà soát cái gì, nó không cho gửi hàng từ Việt Nam đi Mỹ. Thế là tôi được nghỉ. Mà lại đúng dịp con tôi nó được nghỉ hè. Thế là tôi là tình nồng thắm xuyên qua bao mây che. Mẹ còn mình đi chơi thôi. Chứ không mà tôi không biết làm gì cho hết buồn. Có ai mua không chị? Không em ơi. Chị đóng cho nó có màu tí mà chứ. Chị buôn bán gì làm gì có ai mua em. Chị làm màu tí cho thiên hạ, người ta tưởng chị có đơn chứ làm gì có đơn. Bây giờ làm sao? Vậy làm sao? Không biết cái đơn hàng này nó đi là như thế nào đây. Mình để được cái hộp gói dưa vào cho thằng em yêu của mình đây. Không biết đi bóc mấy đây. Cái gì? Nghe chửi no không cần order, đúng rồi. Nghe chửi cho đời nó vui. Nhất là mấy bà ở ngoài đời không biết chửi, bị chúng nó đè đầu cưỡi cổ không chửi lại được. Các bà vào xem tôi là đúng bài luôn. Các bà hiểu không? Các bà xem tôi đúng bài luôn. Có nhiều bà nhắn tin, chị Trang ơi, em đi làm người ta bắt nạt, chị dạy em vài câu chửi. Trời, dắt tay rồi. Đổ máu đây rồi hỡi đồng bào. Đổ nó máu rồi, ui rồi ôi Trang ơi. Cũng cái tay hư không này. Dán nó vào. Nó đổ máu rồi. Cái này nó sắc lắm, cái con Ulai này sắc lắm. Bà nào bên Mỹ, mới ở Việt Nam sang Mỹ mà kinh doanh online nha. Cái này tôi nói tôi chia sẻ này. Chia sẻ này nha. Ui giời ơi. Sang đó núp, núp là sao? Những cái đứa đi núp thì cái đứa nó phải trốn chui trốn lùi. Đằng này mẹ lại live stream sáng đêm từ ngày sang đến ngày về. Đấy. Chưa ngày nào không live stream. Nào thì nó bị lệnh truy nã. Nào nó trốn. Trời ơi. Khổ thật sự luôn. Việc học là quan trọng lắm mấy bé ơi. Mình
mình comment để cho ông bà ông biết là có nuôi mình ăn học. Chứ mình comment thấy ông bà thì bảo là mẹ thằng này, đáng lẽ lúc mà đẻ nó ra để nó chết ngạt chết luôn. Cái gì? Lương 200k, ai thất nghiệp như mày? Ôi mày gái, 200k nó to quá. Cái gì hơi đâu mà chửi bơ, đi kiếm tiền đang rảnh chị ơi. Đang rảnh chị. Còn có nhiều người thương dạ. Không chị, em cần người thông minh, người có não thương. Mấy đứa ngu em không cần nó thương. Tại vì bọn ngu mà nó thương mình nó chỉ hại mình thôi chị. Chào uống ngon nắm trang trại. Vâng em cảm ơn chị Hoa Hồng. Nhà em khách hàng toàn tinh túy không à. Người có não, người có tiền không à. Người thông minh không à. Người ta lo kiếm tiền không lo kiếm chuyện. Đấy xóa quyền chi cập loài. Đấy thì khổ ghê vậy này. Đấy, chúng nó mẹ chơi dịp bọt kỳ cục khổ ghê. Được truy cập vào ngày 22. Bị xóa quyền truy cập live đấy. Mà tôi có chơi gì đâu. Nào xem nào. Bạn sẽ được truy cập truyền phát ai vào 3:30 sáng, 3:40 phút sáng nay. Được lại bây giờ là 3:30 chiều. Nó chặn tôi live 12 tiếng mới vào. Khổ ghê vậy nè. Trời ơi con ơi, đi làm lương có 200k một ngày. Mày so làm sao được với một người ăn chặn từ thiện như tao. Lương 10 năm 5.000 tỷ. Đừng bị phấn vơi vôi con trai. Tao đang đóng màn đóng đồ để làm màu làm phép tí thôi em ơi. Chứ dạ bán răm ba cái này, mắm tôm, mắm tép, mắm cà, mắm dưa thì được bao nhiêu tiền lời. Đơn hàng lời 5 đồng là 125.000 này. Có đơn lời 10 đồng là 250.000 này. Đến bao giờ dâu? Chị là ăn chặn từ thiện nó quen rồi. Tiền nó đầy túi, tình đầy bơ. Em chào chị Karen Trương. Trời ơi! Lương mày có 200.000 đô một năm sau thuế à? 200.000 đô thôi á. 200.000 đô là mấy tiền? Là 4 tỷ à? Hay 5 tỷ? À 5 tỷ. 200.000 là 5 tỷ đúng không? Vẫn còn ít lắm, so làm sao được với chị. Trời ơi, mùa lũ về chị kêu một cái là 30-40 tỷ vào túi liền. Trời ơi. Mùa đấy hôm vừa rồi hạn mặn đấy. Chỉ cần thả tim vào những bài hạn mặn của mấy năm trước cái người đã chuyển vào đâu 6-7 tỷ rồi. Buôn bán gì tầm này? Chả biết gì cả. Từ thiện nhiều tiền lắm. Mày đi làm gì? Lương có 200.000 đô một năm sau thuế thì chưa xứng đáng, chưa bó, chưa nhầm nhò gì. Đi làm từ thiện đi cho nó giàu. Em ạ. À, Mỹ làm 200.000 đô một năm mà tưởng to. Hiểu chưa? Ê, mày tiếng Anh đéo biết ăn trợ cấp thất nghiệp từ tiền tax của tao. Ôi mày cái. Nó lại vẫn tưởng rằng là em kêu là một tháng em được 2.000 đô tiền trợ cấp thất nghiệp là thật đấy các bạn. Điệp mẹ mày ở Mỹ mà mày ngu quá con ạ. Ngu quá các bạn ạ. Các bạn ơi, ở đây có ai income thấp hay như nào cho em hỏi. Ở Mỹ thì trợ cấp thất nghiệp được bao nhiêu tiền? Và ngu như nó thì mình sẽ gọi nó là gì? Là ngu lồn.com.vn.org. Đi theo diện chồng bảo lãnh thì có được ăn trợ cấp thất nghiệp hay không? Nó bảo rồi,
Ví dụ ở Việt Nam ấy, bọn anti nó ngu á, vì nó đéo ở Mỹ, thì nó mới tin câu chuyện tôi được 2.000 đô một tháng tiền trợ cấp thất nghiệp. Đó, đủ má con lồn này chắc Mỹ Tho, Mỹ Đình, Mỹ Đức rồi. Ở quê chưa một lần sang Mỹ rồi. Đi diện chồng bảo lãnh vợ sang Mỹ mà lại bảo là ăn trợ cấp bằng tiền tax refund của tao. Ủa dồi ôi, oh my god. Tao bảo này, bảo mẹ dạng lồn ra con chui vào để lại. Trong quá trình mẹ mang bầu, alo tao, tao bố thí cho một lọ perinatal vitamin cho bà bầu, để từ ngày mang bầu mày được chất dinh dưỡng từ perinatal đó, rồi mày bớt ngu lồn lại. Trời ơi, con này ngôn lù giờ lòi ra để được trợ cấp. Đầu má mấy con lồn ngu, nó nghĩ tôi được trợ cấp thật. Tôi cầm mấy ngàn đô tôi live stream vậy, chúng nó tưởng tôi được trợ cấp thật. Đã bảo cái độ ngu lồn của mày là còn ngu hơn mấy con anti ở Việt Nam. Mấy con anti ở Việt Nam nó không biết về Mỹ ấy, về trợ cấp và quy chế và được hưởng phúc lợi xã hội ấy, thì nó ngu đã đành. Nó nói sai đã đành. Ở Mỹ, mang tiếng ở Mỹ, khoe ta đi làm một năm 200 ngàn đô sau thuế mà còn ngu lồn cỡ đó, thì chứng tỏ cái loại chỉ có võ mồm thôi. Cái loại nó mới là loại ăn trợ cấp. Trời ơi, thôi con ơi, thôi mẹ cho con ra đảo. Thôi con ơi gì, cái gì? Có đi làm đủ thời gian thì khi nghỉ mới nhận được tiền thất nghiệp chứ ta. Em có biết gì đâu, khổ quá. Em nói em nhận trợ cấp mỗi tháng 2.000, chúng nó tin thật. Khổ lắm. Đây này, có cái này ăn tạm đi. Hôm nay đến ngày rồi, ăn tạm hộ tao cái. Ăn hộ tao cái đi con 5 mil căm chanh. Vui ghê thật sự. Những người nào mà chưa qua Mỹ bảo là tin con này một tháng sống nghèo, đéo có tiền bên này, ăn trợ cấp đã đành. Ở Mỹ vẫn còn tin. Trời ơi, đầu mẹ một đơn hàng của bố mày phải đóng thuế cho nhà nước đấy, chứ ở đó mà trợ cấp. Thôi thôi các chị ạ, nói chuyện bọn ngu không nói chuyện được đâu. Mình không nói chuyện bọn ngu được. Các bác ơi, không nói chuyện bọn ngu được. Thôi, em đi về nấu lẩu cho con em ăn đây. Uống ginkgo bổ não về, ra Costco mua ginkgo bổ não về uống đi con trai. Tao khổ mày ghê vậy đấy. Tôi đi nha mấy bà. Đi nha mấy bà. Bye bye cả nhà. Uống thải độc gan vào, không có ăn uống độc hại rồi lại toang. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.